Skincare ngày hôm nay thì sẽ focus vào Kyle, tại vì team vừa mới chị show cho mọi người một cái skincare routine của team rồi. Và cái sản phẩm mà Tiên nói ngày hôm nay cũng là một cái sản phẩm tụi mình đã review rồi ở trên channel của Tiên luôn, Nivea Men Himalayan Salt. Thì cái này là cái mà Tiên đã mua cho Kyle từ lúc mà mới về Việt Nam rồi. Thì đây là cái sản phẩm Nivea Men Deep Himalaya từ muối Himalaya, thì nó có 99% kháng khuẩn nữa, cho nên là rất là phù hợp với da của nam. Thì cao đã xài hơn nửa năm rồi, thì ở này thấy là hơn nửa năm thì thấy da đó, cho nên là thôi hôm nay em không nói nhiều, để anh review, tại vì lần trước em cũng review rồi. Trong cái thời gian qua mà cao dùng cái sản phẩm này á thì cũng cao thấy khá là may mắn á, tại vì nó cũng khá là phù hợp với da của cao luôn. Mọi người cũng biết là Kyle đi làm rồi, đi vòng vòng ở ngoài đường khá là nhiều, nên mặt Kyle lúc mà mới về cũng bị khá là nhiều mụn luôn á. Khi sử dụng cái sản phẩm này á, nó cũng đỡ được cái tình trạng mụn của Kyle và cũng giúp cho Kyle dưỡng da khá là nhiều luôn á. Cái này là cái chai thứ hai anh mua đúng không? Đúng rồi. Chai đầu tiên phải hết rồi. Yes. Cái chai này cũng cho mọi người thấy là ở trong nó nhìn như thế nào. Nó là một cái dạng rock salt á, thì nó sẽ rất là nhám nhám, thì những cái nhám này nó sẽ giúp cho tẩy những cái tế bào trên da nè, xong rồi giúp chà rửa mặt luôn. Thường á thì Kyle không bao giờ mà sử dụng skincare nhiều á, tại vì đối với Kyle nha, Kyle chỉ sử dụng đúng là sữa rửa mặt thôi, và nên Kyle luôn muốn sử dụng cái sữa rửa mặt mà vừa có thể giúp làm sạch da mặt và vừa có thể dưỡng da luôn, làm sạch mụn. Đối với những bạn nam giống như Kyle á thì thường mọi người sẽ nghĩ là sử dụng sữa rửa mặt của nam á sẽ làm cho da của các bạn bị khô và còn thêm mụn nữa. Nhưng khi mà dùng cái chai Nivea Men này á thì Kyle thấy thật sự là nó rất là tốt cho da luôn, và nó làm cho mềm da và mịn nữa. Thì theo như mọi người đã thấy đó, trước khi xài sữa rửa mặt á thì mặt của Kyle rất là nhiều mụn tại vì thời tiết luôn á. Xong rồi xài xong á, da Kyle vừa láng vừa mịn và nó hết mụn hẳn luôn, nên thấy khá là effective. Tại vì theo Kyle nhớ là cái sản phẩm này vừa có cái Himalayan salt và thêm hầu như là 84 khoáng chất nữa. Qua những cái research của Kyle, Kyle biết á, là cái muối Himalaya này á, nó được một cái là nó sẽ không có chất phụ da nè, và nó rất là tự nhiên, hầu như là nó sẽ giúp cải thiện rất khá là nhiều vấn đề về da luôn á. Nên thực sự đối với cái sản phẩm này thì Kyle thấy khá là ok, rất là hợp với những bạn lười giống như Kyle. Wow, ghê, dạo này có vẻ rất là am hiểu về skincare. Tại vì hồi xưa thì Kyle cũng không có biết nhiều về skincare mọi người, cho đến khi mà về Việt Nam và đi với Tiên nhiều hơn thì Tiên có train cho vài một lớp skincare cho nên mới nhớ được chứ. Thank you. Thì thiệt sự là dạo này trời rất là khô nóng rồi, dễ lên mụn, mà trong bé thì Kyle dạo này da mặt khá là xinh. Always. Các bạn nam nào muốn sử dụng thử sản phẩm này hoặc các bạn nữ nào muốn mua cho bồ mình thì mọi người ơi, đây là một cái sản phẩm Tiên cảm thấy như là rất là phù hợp, từ năm ngoái năm nay đã review rất là nhiều lần rồi, cho nên là thử nha. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi xuống nấu ăn và mọi người sẽ xem thử coi hôm nay Tiên và Kyle sẽ chỗ tài món gì nha. Kyle nấu ăn rất là ngon luôn á mọi người, để xem. Mì mì gói ra nha mọi người. Mì tôm. Mì gói. Cái mì mà Kyle sẽ nấu nó được gọi là shrimp scampi pasta. Thì nãy Kyle sẽ cho mọi người coi, nó rất là đơn giản luôn. Nó chỉ là tôm, bơ, dầu liu và bột ớt và mì thôi. Còn hôm nay bé sẽ nấu cái gì? Tiên sẽ nấu một món mà nuôi sao bỏ? Nuôi cream
creamy salmon. Creamy salmon pasta. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi luộc mì trước nha mọi người. Let's go. Sẽ cắt ra trước. Mai đi làm một cái portion cho cũng nhiều người ăn. Rất là ăn xong nhiều. Ok, mọi người sẽ đợi cho nó sôi lên và Tiên sẽ bỏ một chút muối vô để cho nó vị một chút nha. Kêu sẽ nấu bằng nồi bên này. Ok, thì bây giờ Kêu sẽ bỏ mì vô nhưng mà mình phải chờ nước sôi chứ. Không, em mở vô trước luôn rồi xong nó sôi lên. No. Em không sao hết, em làm gì cũng được. Ok, thì Kêu sẽ làm theo phong cách đúng. Ok, Kêu làm khác Tiên, không phải đúng hay sai nha mọi người. Tôi nói cho anh biết này, ở cái xã hội này á, đéo chuyện đúng sai. Chỉ có kẻ yếu mới mạnh thế thôi. Nó sẽ sôi lên rồi, thì Tiên sẽ cho một chút muối. Anh ơi, nước đã sôi rồi. Okay. Cho một chút muối vô. Để cho nó trong lúc đợi mì chín thì Tiên sẽ chuẩn bị trước một vài thứ cho món xào bình của Tiên. Thì đầu tiên là rau pina. Thì bây giờ Tiên sẽ cắt những miếng này nó nhỏ như vậy để lát bỏ vô nó sẽ ngon. Bỏ cái miếng này đi nha mọi người. Ok mọi người, thì hiện tại Kêu đang trụng mì. Thì khi mà mì của mọi người sắp chín rồi đó thì Kêu khuyên mọi người nên bỏ thẳng vô một cái nồi nước đá để cho giúp cái mì của mọi người săn lại á, thì nó sẽ ngon hơn. Mọi người, bây giờ Tiên sẽ chiên cá hồi nha. Cá hồi thì phải chiên lửa thật lớn. Lửa lớn xong từ từ mình sẽ chiên nhỏ lại để nó xém bên ngoài và bên trong á. Cho nóng rồi mình sẽ cho dầu vô nha mọi người. Cho nhiều dầu quá ăn nó sẽ bị nhán. Ui. Và mọi người nhớ là chiên cá hồi là mình chiên cái da trước để cho nó giòn. Sau đó mình mới chiên cái mặt, mình lật cái mặt kia lại. Không phải được đó mọi người. Xeo xeo xeo. Sau đó mình sẽ nhỏ lửa lại. Đó là cách Tiên hay chiên cá hồi để bên ngoài nó có thể xém, nhưng mà bên trong thì nó vẫn còn hơn một chút sống sống. Không sống quá sống nha. Đó mọi người, nó lật lên một chút. Tiếp theo Tiên sẽ làm cái sốt của Tiên nha mọi người. Sẽ bỏ dầu ô liu xong rồi sẽ tới bơ. Trong đây còn dầu rồi. Bơ vô. Ok, thank you. Sau đó thì sẽ có cooking cream. Đó, cho bơ xong rồi mình sẽ cho cooking cream. Giữ cái kia ra. Giữ cái nào anh? À dạ. Mở cái này là tốt. Rồi xong rồi mọi người sẽ cho muối, miếng hả? Và tiêu. Và một chút white wine, ít thôi. Rồi. Muối, tiêu. Rồi, đó mình sẽ mix. Phải có một chút rượu cho nó thơm nha. Sau khi thêm vô thì Tiên có thêm một chút bột năng cho nó sệt một chút. Đó, cho nó nhỏ lửa chút. Rồi, xong rồi sau đó Tiên sẽ xong cái sốt này và bắt đầu bỏ tất cả mọi thứ vô nha. Sau đó thì Tiên đã bỏ thêm rau pina vô và Tiên sẽ bắt một chút chanh. Chanh vàng nha mọi người. Đó, phải là chanh vàng mới được nha. Chanh vàng nha, nhớ nha. Mọi người ơi, mà sẽ mời mọi người xem kết quả ngày hôm nay tụi mình nấu nha.